Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đón ngày mới với thời tiết nắng ráo, nền nhiệt tăng nhẹ, khiến không khí có nơi oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, riêng khu vực phía Bắc của tỉnh từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh bao gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ban ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm 76 đến 81%. Khu vực ven biển bao gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 31 đến 33 độ. Mưa rào nhẹ và dông xảy ra vào chiều tối, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, độ ẩm 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, độ ẩm 78 đến 83%. Hải Phòng vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 9 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 376 cm vào lúc 3 giờ 45 phút và nước ròng mức thấp nhất 135 cm lúc 10 giờ 15 phút.